Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, nội dung báo cáo tiếp theo em xin trình bày về nội dung nhiễm nấm ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Nội dung báo cáo sẽ gồm 4 phần. Thứ nhất là tổng quan về suy giảm miễn dịch. Phần thứ hai là về dịch tễ nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Nội dung thứ ba là các phương pháp chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Và phần cuối cùng là một số lưu ý trong điều trị nhiễm nấm ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Về nội dung thứ nhất, suy giảm miễn dịch. Khái niệm suy giảm miễn dịch hay còn gọi là thiếu hụt miễn dịch, đây là một tình trạng bệnh lý mà cơ thể bị giảm một phần hoặc toàn bộ khả năng đáp ứng miễn dịch đối với các yếu tố gây bệnh. Về hệ thống miễn dịch của cơ thể của chúng ta sẽ bao gồm hai cấu phần. Thứ nhất là đáp ứng miễn dịch bẩm sinh và thứ hai là đáp ứng miễn dịch thích ứng hay là miễn dịch mắc phải. Và các đáp ứng miễn dịch này đều qua trung gian qua các hệ thống là các tế bào, các receptor hoặc các cái chất hòa tan. Riêng đáp ứng miễn dịch thích ứng có đáp ứng qua các cái tế bào lympho B, lympho T, qua các kháng thể, qua các hệ thống cytokine, các interleukin. Và miễn dịch thích ứng sẽ thay đổi khi mà cơ thể có tiếp xúc lặp đi lặp lại với các cái tác nhân kích thích. Các bệnh lý liên quan đến suy giảm miễn dịch nguyên phát bao gồm các rối loạn liên quan đến kháng thể, liên quan đến miễn dịch đáp ứng qua trung gian tế bào, các rối loạn bổ thể và các rối loạn thực bào. Chúng ta hay gặp nhất đó là các cái suy giảm miễn dịch thứ phát. Và khái niệm suy giảm miễn dịch thứ phát là hậu quả của bệnh hoặc là do các điều trị gây ra. Một trong những điều trị hay gặp nhất gây suy giảm miễn dịch đó là corticosteroid. Corticoid là một trong những cái thuốc mà được dùng với tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch và được dùng rất là phổ biến trong nhiều bệnh lý khác nhau. Tuy nhiên, tác dụng đối với hệ thống miễn dịch phụ thuộc vào liều lượng. Nếu liều corticoid dưới 2 mg trên kg thì số lượng tế bào lympho T giảm nhẹ. Nếu liều 2 trên 2 mg trên kg thì liều này sẽ ức chế hoạt hóa tế bào lympho và ức chế sản xuất kháng thể của tế bào lympho B. Hậu quả của việc dùng corticoid liều cao sẽ gây nhiễm trùng theo cách phụ thuộc vào liều lượng và các căn nguyên gây nhiễm trùng có thể là virus hay gặp là herpes, các vi khuẩn và nấm, đặc biệt là candida hoặc là pneumocystis jirovecin. Và đặc biệt, dùng corticoid liều cao có nguy cơ tiềm ẩn gây tái hoạt bệnh lao. Các căn nguyên gây suy giảm miễn dịch thứ phát khác có thể gặp đó là hóa trị điều trị ung thư, điều trị kháng thể kháng lympho, liệu pháp ức chế miễn dịch tế bào để phòng ngừa và điều trị chống thải ghép nội tạng, ghép tế bào tạo máu. Hiện nay, đối với chuyên ngành cơ xương khớp có sử dụng các cái tác nhân sinh học để điều trị các bệnh thấp khớp cũng có thể gây ra suy giảm miễn dịch và cũng là một trong những căn nguyên gây nhiễm trùng cơ hội, trong đó có nấm. Trong các thuốc điều trị phải kể đến phenytoin, đây là một trong những cái thuốc chống động kinh cũng được sử dụng cho nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng có một tỷ lệ nhỏ khoảng 20% bệnh nhân gây giảm hồi phục IgA huyết thanh và hiếm hơn có thể gây giảm gamma globulin máu. Một số virus có thể gây suy giảm miễn dịch, đặc biệt là HIV. Chúng ta đã rất là có nhiều các cái thông tin liên quan đến HIV và các cái nhiễm trùng cơ hội do HIV gây ra. Một số các virus khác, ví dụ như Epstein-Barr virus, virus này có thể gây nhiễu loạn tình trạng miễn dịch của cơ thể. Virus sởi, sởi thì có thể ngăn chặn chức năng miễn dịch qua trung gian tế bào và gián tiếp gây hậu quả nhiễm trùng cơ hội. Các bệnh lý huyết học có tính chất ác tính gây suy giảm miễn dịch. Các cái bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, bệnh mất protein qua đường ruột, hội chứng thận hư hay những cái bệnh mãn tính như lupus, viêm gan mãn tính và xơ gan hay bệnh thận giai đoạn cuối đều là những cái căn nguyên gây suy giảm miễn dịch cho bệnh nhân và gây ra nhiễm trùng cơ hội, trong đó có nấm. Đề cập đến tuổi thì có hai lứa tuổi đầu và cuối của cuộc đời mỗi người, đặc biệt phải kể đến là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở những cái đối tượng mà hệ miễn dịch của cơ thể chưa được hoàn chỉnh để có thể đáp ứng giúp cơ thể chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Ở người cao tuổi thì có suy giảm chức năng tế bào lympho B và T, do đó dẫn đến cái hậu quả dễ mắc các cái nhiễm trùng. Sơ đồ này cho thấy nhiễm trùng cơ hội sau ghép tế bào gốc khác loài thì các căn nguyên gây nhiễm trùng cơ hội ở những cái bệnh nhân này bao gồm cả virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng. Với căn nguyên gây nấm thì có thể gặp candida có thể bị nhiễm ở ngay trước khi ghép tế bào gốc khác loài. Sau ghép hoặc đặc biệt là sau ghép ở giai đoạn muộn thì các căn nguyên nấm khác ví dụ như Aspergillus, rồi Toxoplasma hoặc là Pneumocystis jirovecin hoặc là Cryptococcus đều có thể nhiễm ở bất cứ cái giai đoạn nào của bệnh.
kể từ sau khi ghép. Ở những bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân thì nhiễm trùng cơ hội có thể xảy ra trước và sau khi ghép. Nổi bật lên là hai cái tác nhân. Thứ nhất đó là Candida. Cái thứ hai là Pneumocystis jirovecii. Trong đó Candida thường gặp là nhiễm ở giai đoạn trước và Pneumocystis jirovecii có thể gặp ở nhiễm ở giai đoạn sau. Ở bệnh nhân nhiễm trùng cơ hội sau ghép tạng đặc thì Candida cũng là một trong những căn nguyên nấm có thể gây nhiễm trùng cơ hội ở ngay cái thời điểm ghép. Các căn nguyên nấm khác, ví dụ như Pneumocystis jirovecii hoặc là Aspergillus hoặc là Cryptococcus có thể gây nhiễm trùng cơ hội khoảng sau tháng đầu tiên sau khi ghép. Về mặt cơ chế bệnh sinh thì khả năng gây bệnh của nấm có liên quan trực tiếp đến thay đổi miễn dịch tại chỗ hoặc là toàn thân. Độc lực của tế bào nấm thì có vai trò trong giúp tế bào nấm chống lại cơ chế bảo vệ của cơ thể. Thông qua các cơ chế, thứ nhất đó là tạo ra các enzyme như Catala, superoxide để giúp chúng thải độc các loại nitơ và oxy hoạt động do các tế bào miễn dịch tiết ra. Thứ hai, các tế bào nấm có cấu trúc ngoại bào như vỏ, dạng bào tử, thiếu các cái lớp protein kỵ nước hoặc là có các cái chất melanin ở vách tế bào nấm mà giúp cho chúng tránh được cái hiện tượng thực bào và giúp cho nấm có thể thoát được khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch. Cơ chế thứ hai đó là một số tế bào nấm có khả năng chuyển dạng, có thể chuyển dạng từ nấm men sang nấm giả sợi hoặc sợi, hoặc ngược lại chuyển từ dạng sợi sang dạng nấm men để giúp cho nấm có thể dễ dàng thích ứng với sự tấn công của hệ miễn dịch của cơ thể. Dạng nấm men thì dễ lan tràn và cư trú trên các bề mặt, còn dạng nấm sợi thì dễ xâm nhập vào các mô và hình thành màng sinh học. Về cơ chế để phản ứng miễn dịch chống nấm ở người bình thường, cái phản ứng miễn dịch ở người bình thường để chống lại nấm thì sẽ thông qua hai cái hàng rào. Hàng rào thứ nhất đó là các cái chất nhầy và các cái thực bào. Khi mà mạng lưới hàng rào đầu tiên là bị tổn thương thì sẽ có cái hàng rào thứ hai sẽ tiếp cận để thực hiện tiếp cái cơ chế phòng vệ của cơ thể. Và hàng rào thứ hai này phát huy tác dụng dựa trên cái cơ chế thực bào để giải phóng ra các kháng nguyên. Sau đó có những cái tế bào trình diện kháng nguyên và giải phóng ra các cytokine, từ đó hoạt hóa các cái tế bào lympho T và dẫn tới hai cái cơ chế bảo vệ qua TH1 ở người bình thường và cơ chế bảo vệ qua cơ chế TH2 ở những cái người dị ứng. Các cái tế bào ví dụ như là đại thực bào, bạch cầu trung tính hoặc là các cái tế bào diệt tự nhiên, tế bào tua gai tham gia vào trong cái cơ chế bảo vệ của cơ thể. Đại thực bào và bạch cầu trung tính cũng như là tua gai có thể thực hiện cái việc mà thực bào nấm. Sau đó đại thực bào và bạch cầu trung tính sẽ giải phóng ra các cái peptide kháng khuẩn và giải phóng ra các cái interleukin, các cái cytokine tham gia vào quá trình viêm để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của nấm. Các tế bào diệt tự nhiên thì có vai trò trong diệt các cái tế bào nấm thông qua cơ chế gây độc tế bào. Nội dung thứ hai trong bài báo cáo ngày hôm nay đó là về gánh nặng bệnh tật do nhiễm nấm. Thì trên thế giới hiện nay có khoảng 300 triệu người bị nhiễm nấm nghiêm trọng và 25 triệu người có nguy cơ tử vong hoặc mất thị lực do nấm. Và cái tình trạng nhiễm nấm này gây ra cái gánh nặng bệnh tật và gánh nặng tử vong thì phụ thuộc vào cái cơ địa, cái tình trạng của người bệnh. Ở những cái người bình thường có thể gặp các cái nhiễm nấm thông thường, ví dụ như là nấm máu, nấm da đầu. Tuy nhiên ở những cái cơ địa đặc biệt khác thì có thể nhiễm các loại nấm khác nhau. Ví dụ như ở bệnh nhân COPD thì có thể gặp nhiễm nấm phổi xâm lấn hoặc là nhiễm nấm Aspergillus mạn tính. Ở những bệnh nhân hen vừa có thể gặp nấm phế quản phổi dị ứng, nấm phổi xâm lấn hoặc là nấm Aspergillus phổi mạn tính. Ở những bệnh nhân ung thư hoặc những cái bệnh nhân có bệnh lý về ác tính về máu hoặc là u lanh phô có thể bị nhiễm Aspergillus, Candida hoặc là Pneumocystis. Những bệnh nhân suy giảm miễn dịch như HIV/AIDS thì có thể nhiễm rất là nhiều loại nấm khác nhau. Ngoài Aspergillus, Candida, Pneumocystis ra thì có thể gặp Cryptococcus, Talaromycosis hoặc là Histoblastomycosis.
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nấm của Bộ Y tế được ban hành vào tháng 7 năm 2021 là một trong những cái tài liệu hướng dẫn chúng ta rất là kỹ trong cái việc chẩn đoán và điều trị các loại nấm khác nhau. Và trong cuốn hướng dẫn này cũng đưa ra cho chúng ta một số thông tin về một số các loại nhiễm nấm xâm lấn rất là quan trọng. Trong nhiễm nấm xâm lấn cơ hội phải kể đến đầu tiên đó là aspergillosis. Căn nguyên này gây nhiễm nấm nặng ước tính khoảng trên 200.000 ca mỗi năm và tỷ lệ tử vong khoảng 30-95%. Sau đó là Candida. Candida có thể gây ra nhiễm nấm nặng trên 400.000 ca mỗi năm và tỷ lệ tử vong là 46-75%. Và căn nguyên nấm Cryptococcus có thể gây ra cái nhiễm nấm nặng ước tính tới trên 1 triệu ca mỗi năm. Các loại nấm lưỡng hình lưu hành bao gồm blastomycosis, histoblastomycosis hoặc là tararomycosis. Thế thì nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch có những cái đặc điểm gì khác với cái nhiễm nấm ở người bình thường? Ở những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch do hệ miễn dịch suy yếu cho nên với sự tấn công ồ ạt của các tế bào nấm sẽ mang lại hậu quả đó là gây ra tỷ lệ bệnh tật và tử vong cao hơn. Và tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân cũng như là các bệnh tiềm ẩn. Tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn dao động từ 2-49% ở bệnh nhân người lớn và tỷ lệ tử vong do nhiễm nấm xâm lấn khoảng từ 20-70%. Cả nấm men và nấm mốc đều có thể gây ra nhiễm nấm xâm lấn nghiêm trọng ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Trong đó, Candida là căn nguyên gây bệnh nấm men phổ biến nhất và Aspergillus là mầm bệnh gây nấm mốc phổ biến nhất ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Dịch tễ học của nhiễm nấm xâm lấn thì phụ thuộc vào cách tiếp cận để chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn cũng như là mô hình tỷ lệ mắc bệnh tại các địa phương. Cái việc tiếp cận chẩn đoán qua xét nghiệm giám sát định kỳ, đặc biệt là những cái trường hợp mà có nguy cơ cao, ví dụ như là các bệnh nhân điều trị hóa trị hóa chất cho các căn nguyên ung thư, những cái bệnh nhân mắc bệnh lý hệ tạo máu, có thể giám sát định kỳ bằng xét nghiệm galactomannan hoặc beta D glucan, và cái việc xét nghiệm định kỳ này sẽ giúp làm tăng cái tỷ lệ phát hiện sớm các bệnh nhiễm nấm ở các đối tượng mà nguy cơ cao. Đặc biệt nếu mà việc giám sát định kỳ qua các cái xét nghiệm huyết thanh này kết hợp với các cái phương pháp khác, ví dụ như nhuộm soi hoặc nuôi cấy nấm hoặc là xét nghiệm mô bệnh học, thì càng làm tăng cái tỷ lệ phát hiện nấm sớm hơn ở những cái trường hợp mà suy giảm miễn dịch. Về mô hình tỷ lệ mắc bệnh tại địa phương thì thứ nhất là Aspergillus fumigatus, thì đây là cái căn nguyên gây ra hầu hết các bệnh nhiễm nấm mốc xâm nhập ở vùng khí hậu nhiệt đới. Tuy nhiên ở các vùng khác thì hay gặp những cái căn nguyên Aspergillus khác. Đối với nấm mucormycosis thì hay gặp ở những cái bệnh nhân mà viêm xoang mãn tính, tiểu đường hoặc là những người đang điều trị bằng corticoid. Mức độ phổ biến của nhiễm nấm xâm lấn khác nhau ở các trung tâm và việc này có thể liên quan đến can thiệp ở các cái trung tâm đó, những cái nơi nào mà thực hiện càng nhiều các cái ca phẫu thuật, thủ thuật, các cái ca ghép tế bào tạo máu hay ghép tế bào ghép các cái tạng đặc thì cái nguy cơ nhiễm nấm, tỷ lệ nhiễm nấm ở đó sẽ cao hơn những cái nơi khác. Nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm nấm xâm lấn ở những cái bệnh nhân tế bào gốc, nếu dị ghép thì tỷ lệ nhiễm nấm khoảng từ 5-15%, còn nếu ghép tự thân thì từ 3-8%. Trong những cái trường hợp ghép tạng thì ghép ruột non, tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn khoảng 12%, sau đó là đến phổi, gan, tim. Nhóm bệnh lý máu ác tính thì những cái bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp thì tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn 10-11%, còn những cái bệnh nhân mà bị các cái bệnh bạch cầu mãn thì tỷ lệ mắc bệnh từ 2-8%. Cái nhóm bệnh nhân nằm ở đơn vị hồi sức tích cực thì tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn từ 0,3-5,8%. Nội dung thứ ba đó là các phương pháp chẩn đoán nhiễm nấm ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Về mặt biểu hiện lâm sàng, các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có biểu hiện lâm sàng khác nhau tùy thuộc vào vị trí và mức độ tổn thương. Có thể là nhiễm nấm da, có thể là những cái nhiễm nấm nội tạng, từ nhiễm nấm ở mắt, ở xoang, ở phổi, ở đường tiêu hóa hoặc là nhiễm nấm máu. Do vậy mà việc làm xét nghiệm gì để chẩn đoán nấm thì chúng ta lại phải cân nhắc.
Đặc biệt ở những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì có một số khó khăn khi mà thực hiện các cái xét nghiệm tìm nấm. Bởi vì sao? Cũng có những cái bệnh nhân bị rối loạn về huyết học, suy giảm các dòng tế bào máu. Đặc biệt là nếu mà giảm tiểu cầu thì các thủ thuật can thiệp xâm lấn để chẩn đoán, ví dụ như nội soi phế quản hoặc là sinh thiết để làm mô bệnh học sẽ khó khăn. Một số bệnh nhân không ho khạc được đờm, cho nên là cái việc lấy đờm khó khăn mà cần phải nội soi phế quản, thì những cái bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc là những cái bệnh nhân bị giảm các dòng tế bào máu sẽ làm cho bác sĩ phải đắn đo khi mà ra quyết định xem là có can thiệp nội soi phế quản cho bệnh nhân hay không. Thông thường các cái xét nghiệm đơn giản nhất để có thể làm khi mà nghi ngờ nhiễm nấm đó là các cái xét nghiệm đờm từ nhuộm soi nuôi cấy. Sau đó nếu bệnh nhân có chỉ định nội soi phế quản thì chúng ta sẽ tiến hành nội soi phế quản cho bệnh nhân để giúp cho cái việc chẩn đoán có hiệu quả cao hơn. Thì chẩn đoán aspergillus nếu như nuôi cấy đờm hoặc là dịch phế quản mà trên 3 môi trường dương tính cộng với kết quả soi trực tiếp hoặc là galactomammograph dương tính thì sẽ chẩn đoán xác định là aspergillus. Ở những cái bệnh nhân nhiễm cryptococcus thì có thể nuôi cấy đờm hoặc dịch phế quản để cho chẩn đoán xác định. Những bệnh nhân nhiễm histoblastomosis chẩn đoán xác định bằng nuôi cấy đờm hoặc là nuôi cấy dịch phế quản hoặc có thể là các dịch của mô phổi hoặc là hạch. Cấy máu thì cho giá trị chẩn đoán khoảng 50% dương tính trong những cái trường hợp mà candida xâm lấn. Cấy các bệnh phẩm vô trùng chúng ta có thể thực hiện đối với các cái bệnh phẩm sinh thiết phổi hoặc là cấy dịch màng phổi hoặc là cấy dịch não tủy. Các phương pháp xét nghiệm huyết thanh thì hiện nay các kỹ thuật này đã được phát triển rất là nhiều và là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong việc chẩn đoán nhiễm nấm ở các bệnh nhân có nguy cơ, đặc biệt là những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch, vì đây là những cái phương pháp mà ít xâm lấn và dễ dàng thực hiện hơn, cho kết quả nhanh và nhạy hơn so với nuôi cấy. Thứ nhất phải kể đến xét nghiệm beta-D-glucan. Đây là thành phần cấu tạo vách tế bào của nấm Candida aspergillus pneumocystis xerovacci. Thế cho nên nếu như beta-D-glucan mà dương tính thì chúng ta không thể phân định được đâu là nhiễm Candida hay aspergillus hay là xerovacci. Ngoài ra beta-D-glucan cũng dương tính giả ở các bệnh nhân mà truyền các chế phẩm máu, lọc máu hay là dùng gạt phẫu thuật có chứa glucan, dùng kháng sinh piperacillin hay tozobactam hoặc là ampicillin clavulanat thì cũng làm dương tính giả với beta D glucan. Xét nghiệm huyết thanh thứ hai đó là kháng nguyên man và kháng thể anti man. Thì man là kháng nguyên polysaccharide trên thành tế bào candida được giải phóng vào máu và nó đặc hiệu cho nấm candida. Galactomanman thì được sử dụng nhiều nhất trong chẩn đoán aspergillus. Còn với nấm mucomycosis thì không chứa galactomanman hoặc beta-D-glucan trong thành phần tế bào. Và do vậy trong trường hợp mà nghi nhiễm mucomycosis thì chúng ta không sử dụng những cái xét nghiệm này. Giá trị chẩn đoán của huyết thanh thì tùy thuộc vào căn nguyên gây bệnh. Ví dụ histoplasmosis, coccidioides, immitis thì rất là có giá trị chẩn đoán. Tuy nhiên blastomycosis thì xét nghiệm huyết thanh ít giá trị vì kém nhạy cảm và có phản ứng chéo. Đối với cryptococcus thì xét nghiệm huyết thanh quan trọng trong chẩn đoán nhiễm cryptococcus lan tỏa nhưng mà lại ít giá trị ở bệnh nhân cryptococcus nhưng không có HIV hoặc chỉ khu trú ở phổi. Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh cũng là một trong những công cụ đắc lực mà giúp chúng ta có thể định hướng cái chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ở những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Hình ảnh X quang ngực có thể là thâm nhiễm, có thể là nốt hang hoặc là hình ảnh đông đặc. Chụp CT ngực giúp chẩn đoán sớm thâm nhiễm ở những cái bệnh nhân mà có hình ảnh X quang không rõ ràng. Hình ảnh chụp cắt lớp phổi độ phân giải cao có thể cho thấy dấu hiệu quầng sáng ở những cái bệnh nhân aspergillosis hoặc là những cái tổn thương đa ổ mà nghi nhiễm candida. Chụp CT các cơ quan khác như ổ bụng và não để phát hiện các ổ di bệnh. Đây là hình ảnh X quang của một bệnh nhân nữ 65 tuổi nhập viện vì tiểu đường và hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, có sốt. Tuy nhiên các cái phim theo dõi tình trạng bệnh nhân thì thấy có cái tình trạng nhiễm trùng phổi càng ngày càng nặng dần. Từ cái phim đầu tiên ngày 1 tháng 1 là chỉ thấy hình ảnh mờ ở phổi hai bên, sau đó là hình ảnh tạo hang hai bên rất là rõ ràng và soi tìm nấm của đờm cho thấy có sợi nấm và bệnh nhân này được chẩn đoán là nhiễm nấm aspergillus. Đây là hình ảnh X cắt lớp phổi của bệnh nhân cho thấy những cái hình ảnh tạo hang ở hai phổi rất là rõ. Và trong quá trình điều trị thì những cái hình ảnh
hang ở hai phổi của bệnh nhân được cải thiện và sau đó là những cái hình ảnh đông đặc ở phổi của bệnh nhân. Bệnh nhân này thì còn có cả nấm xoang và trên cơ địa tiểu đường bệnh nhân có nấm xoang. Sinh thiết cái nấm xoang thì trả lời là mucormycosis. Về các xét nghiệm chẩn đoán, xâm lấn, trong đó phải đề cập đến soi phế quản để rửa phế quản phế nang, sinh thiết xuyên thành ngực thì có giá trị và có thể giúp tránh được những cái sinh thiết phổi mở. Còn những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch, đặc biệt là ở những cái trường hợp nặng thì sinh thiết phổi mở ít dùng mà áp dụng cho những cái bệnh nhân không còn lựa chọn để chẩn đoán vì cái nguy cơ cao, dễ bị tai biến, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có giảm các dòng tế bào máu hoặc là đang có những cái vấn đề về hô hấp nghiêm trọng. Chọc dịch não tủy trong những trường hợp nghi ngờ nhiễm cryptococcus di bệnh đến thần kinh trung ương hoặc có thể chọc hút tủy hoặc sinh thiết tủy xương nếu nghi ngờ di bệnh đến tủy. Đây là hình ảnh nhiễm nấm ở bệnh nhân soi phế quản và ở phế quản của bệnh nhân thì thấy là niêm mạc phế quản phù nề xung huyết là rất là nhiều cái giả mạc trắng và khi sinh thiết vào đây thì trả lời là có cái nấm sợi. Tuy nhiên với hình ảnh nội soi như thế này thì cũng có thể gặp trong một số bệnh nhân khác, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân lao. Do vậy chúng ta phải chẩn đoán phân biệt bằng các cái xét nghiệm khác nữa. Điều trị nhiễm nấm ở bệnh nhân xâm lấn. Nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì có những cái đặc điểm gì? Với cái cuốn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm của Bộ Y tế phát hành tháng 7 năm 2021 thì đã đề cập đưa ra các cái thông tin rất là chi tiết để hướng dẫn các bác sĩ ở các tuyến về chẩn đoán cũng như là điều trị các nấm ở các đối tượng khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi của bài này thì xin đề cập đến một số chú ý liên quan đến đề cập đến cái nhiễm nấm Candida, nhiễm nấm Aspergillus, nhiễm nấm Cryptococcus, nhiễm Pneumocystis, Giroversi và Tularemesis. Thứ nhất là điều trị nhiễm nấm xâm lấn. Có những cái khái niệm điều trị đặc hiệu hay còn gọi là điều trị đích. Đây là điều trị với cái chỉ định khi chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn. Thứ hai đó là điều trị kinh nghiệm, được chỉ định khi chẩn đoán có nhiều khả năng nhiễm nấm hoặc là chẩn đoán có thể nhiễm nấm xâm lấn. Thứ ba đó là điều trị dự phòng ở bệnh nhân có nguy cơ cao. Thì cái điều trị dự phòng này không áp dụng thường quy ở các cái bệnh nhân nặng. Một khái niệm nữa đó là điều trị cứu cánh. Đây là chỉ định điều trị khi tình trạng bệnh nhân tiến triển xấu đi, ngay khi bệnh nhân đang được điều trị với các thuốc kháng nấm. Và trong điều trị cứu cánh thì cái chiến lược điều trị đó là thay đổi các thuốc kháng nấm thuộc các nhóm khác nhau, điều chỉnh hoặc đảo ngược tình trạng ức chế miễn dịch nếu có thể, hoặc đôi khi bệnh nhân có thể phải phẫu thuật cắt bỏ các tổ chức hoại tử trong trường hợp có chỉ định. Tuy nhiên, trước khi kết luận là tình trạng bệnh nhân xấu đi do thuốc kháng nấm mà việc điều trị không có hiệu quả, trước khi đổi thuốc phải xem xét kỹ tổng thể các yếu tố liên quan đến bệnh nhân, ví dụ mức độ nặng của nhiễm nấm, tốc độ và sự lan rộng của nhiễm trùng, các bệnh lý phối hợp nhằm mục đích loại trừ những cái căn nguyên khác làm nặng thêm tình trạng của bệnh nhân. Đối với điều trị nhiễm nấm Candida, lựa chọn đầu tay là echinocandin, điều trị thay thế trong những cái trường hợp không nặng và không kháng fluconazole thì sẽ lựa chọn fluconazole. Ngoài echinocandin, có thể lựa chọn thay thế là amphotericin B, dạng lipid là được ưu tiên hơn so với dạng amphotericin B cơ bản. Và nên làm kháng nấm đồ với azole. Thời gian điều trị nhiễm nấm Candida, thông thường nếu như không có di bệnh thì 14 ngày sau khi cấy máu âm tính và bệnh nhân hết giảm bài cầu. Do vậy mà trong quá trình điều trị nhiễm nấm Candida, ở những cái bệnh nhân mà nhiễm nấm máu thì đòi hỏi phải định kỳ cấy máu có thể là 2 hoặc 3 ngày. Nếu không có điều kiện thì cái thời gian cấy máu có thể thưa hơn để xác định được cái thời điểm âm tính với cấy máu để có thể là quyết định cái phác đồ điều trị. Trong điều trị nhiễm nấm Candida thì cần phải khám định kỳ cho tất cả bệnh nhân và việc kiểm tra nên được lặp lại trong vòng 7 ngày sau khi phục hồi việc giảm bạch cầu trung tính. Những cái trường hợp mà nấm máu kéo dài và giảm bạch cầu kéo dài thì cần phải dùng các thuốc để kích bạch cầu để tối ưu hóa cái việc điều trị. Trong điều trị dự phòng ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, dự phòng với nhiễm nấm Candida chúng ta có thể dùng fluconazole hoặc ngoài fluconazole có thể lựa chọn các cái thuốc khác thay thế, ví dụ caspofungin, micafungin hoặc là itraconazole. Thế còn nếu điều trị nhiễm nấm Aspergillus ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì chúng ta sẽ làm như thế nào?
Nếu nghi nhiễm nấm Aspergillus, chúng ta cần khởi đầu điều trị sớm và điều trị duy trì tối thiểu từ 6 đến 12 tuần, kéo dài thậm chí có thể 6 tháng hoặc hơn, tùy thuộc vào mức độ thời gian ức chế miễn dịch, cơ quan bị bệnh và bằng chứng cải thiện bệnh. Không có chống chỉ định tuyệt đối khi điều trị hóa chất hoặc ghép tế bào gốc tạo máu ở bệnh nhân nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. Và đối với nhiễm Aspergillus thì cái lựa chọn ưu tiên đó là voriconazole hoặc là posaconazole. Lựa chọn thay thế khác có thể là amphotericin B hoặc isavuconazole hoặc là micafuzin. Và nên phối hợp voriconazole với echinocandin hoặc phối hợp amphotericin B với echinocandin khi mà tình trạng nhiễm nấm Aspergillus làm cho bệnh nhân nặng. Các biện pháp bổ trợ và miễn dịch thì bao gồm giảm liều và loại bỏ các thuốc ức chế miễn dịch nếu có thể được. Ở những cái bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính thì phải dùng các kích thích yếu tố, các cái thuốc kích bạch cầu, đặc biệt là yếu tố kích thích quần thể đơn giản bạch cầu để đảm bảo cái hiệu quả điều trị. Và trong quá trình điều trị thì nên theo dõi nồng độ của thuốc kháng nấm. Việc đánh giá đáp ứng với điều trị trong việc theo dõi bệnh nhân Aspergillus, nấm xâm lấn Aspergillus thì có thể theo dõi galactomammal huyết thanh ở bệnh nhân có bị gan ác tính hoặc là ghép tế bào gốc tạo máu mà có nền galactomammal tăng cao. Và mục đích theo dõi này là để đánh giá tiến triển, đáp ứng điều trị cũng như là tiên lượng bệnh. Đối với nhiễm nấm Cryptococcus, bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì nhiễm nấm Cryptococcus phổi kèm nhiễm nấm não, màng não có hoặc không có kèm theo ARDS thì điều trị như nhiễm nấm não, màng não. Và sẽ phải xem xét điều trị corticoid nếu bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển. Những bệnh nhân nhiễm Cryptococcus ở thể nhẹ có thể dùng fluconazole. Những cái bệnh nhân thể nặng điều trị tương tự như viêm não, màng não do nhiễm nấm Cryptococcus và lựa chọn đầu tay là amphotericin B, điều trị củng cố với fluconazole. Những trường hợp viêm phổi do pneumocystis jirovecsi thì tất cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch mà có bằng chứng viêm phổi do pneumocystis jirovecsi thì phải điều trị. Và chỉ định đầu tay đó là trimethoprim và sulfamethoxazole. Các cái thuốc thay thế có thể là primaquine hoặc là atovaquone hoặc là pentamidin. Trong quá trình điều trị những cái trường hợp viêm phổi do pneumocystis jirovecsi thì cần phải định lượng nồng độ thuốc và bắt buộc phải làm cái việc này ở những cái bệnh nhân dùng đường tĩnh mạch. Thời gian điều trị thông thường là 3 tuần. Nếu như bệnh nhân nhiễm pneumocystis jirovecsi có cái tình trạng suy hô hấp thì phải thêm corticoid với liều giảm dần, thông thường là khoảng 20 ngày. Những cái bệnh nhân nhiễm HIV mà có viêm phổi do pneumocystis mức độ trung bình đến nặng cần phải thêm kháng sinh. Những trường hợp mà nhiễm nấm Tularemia magnifica thì bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng nấm ngay khi được chẩn đoán. Trong đó điều trị ban đầu là dẫn xuất lipid của amphotericin B truyền tĩnh mạch trong 2 tuần hoặc là phức hợp lipid của amphotericin B. Tiếp theo, amphotericin B sẽ duy trì với itaconazole và thời gian điều trị là 10 tuần. Việc điều trị thay thế có thể lựa chọn voriconazole với liều khởi đầu là từ 6 mg trên kg mỗi 12 giờ. Tiếp theo là 4 mg trên kg mỗi 12 giờ và có thể chuyển sang voriconazole uống, thời gian kéo dài có thể tới 12 tuần. Như vậy, nội dung trình bày trong buổi báo cáo ngày hôm nay với cái thời lượng ít ỏi cho nên cũng không thể đi sâu vào các cái căn nguyên nhiễm nấm cụ thể, bởi vì ở những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch với những cái cơ địa khác nhau, với cái tình trạng miễn dịch khác nhau, rồi là mức độ tổn thương, rồi là căn nguyên nhiễm nấm khác nhau thì có những cái điều trị cụ thể khác nhau. Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến điều trị ở những cái bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn đó là tính sẵn có của thuốc ở các cơ sở y tế. Thì với cái tính sẵn có của thuốc thì không phải bệnh viện nào cũng đáp ứng được, đặc biệt là những cái bệnh viện mà ở tuyến huyện và tuyến tỉnh, ngay kể cả tuyến trung ương mà đôi khi cần thuốc cũng không có, thì đấy là một trong cái khó khăn làm cho chúng ta khó kiểm soát cái tình trạng nhiễm nấm. Và có 4 kết luận của buổi của bản báo cáo về nhiễm nấm ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Thứ nhất, đó là nhiễm nấm hay gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch và là căn nguyên gây bệnh tật và tử vong cao. Các cái triệu chứng lâm sàng thì không đặc hiệu,
Các cái phương pháp chẩn đoán và điều trị thì tùy thuộc vào từng loại nấm. Và một vấn đề rất rất là quan trọng đó là cần chú ý nhiễm nấm ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch để chẩn đoán và điều trị sớm, giúp giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp.